Hải mới xài luôn. Hải mới xài. Đây là bà Hai Lúa đang đứng quay phim, đang đứng chụp hình. À, đẹp ghê chưa? Bên này đẹp nhất nè. Ba nhà này đẹp nhất nè. Đi qua coi cái... Không có đâu, đi qua coi cái vườn này. Đẹp ghê không? Đó, mọi người thấy đẹp ghê chưa? Cái này giờ đang mệt, chuẩn bị đáng đón Noel đó. Mới có đầu tháng 12 thôi mà đầu người ta chuẩn bị trang trí nhà cửa đẹp đẽ để đón Noel nè. Ở đây đa số dân theo đạo Tin Lành cho nên cái mùa Noel này ta rất là quý trọng. Đẹp ghê. Đoạn đường chừng khoảng 200m thôi, khoảng chừng 30 căn nhà. Mà hầu như nhà nào cũng trang trí, ít nhiều đèn gì ta cũng trang trí. Đẹp ghê. Làm dưới hình thức giống như cái vườn này, vườn cổ tích. Đó, có ông Nai nè. Đó, cây Noel, ông già Noel ngồi trên lưng ông hươu nè, hươu này bự ạ. Đẹp luôn. Chỉ có ba căn nhà liên tục này thấy đẹp nè. Ha. Hằng, ba căn nhà này đẹp nè, căn này với hai căn tới đẹp nè. Đẹp ghê chứ, ta làm gì đẹp. Đó, màu mè. Đó. Đây là mấy ông già Noel. Đẹp ghê chưa? Bên cạnh bên đường bên kia thì thấy không được đẹp mấy. Chỉ có ba nhà bên hướng bên này thấy đẹp. Bà con người đi qua đi lại coi, người đi bộ, người đi xe hơi. Nhưng trời bữa nay cũng khá là lạnh lạnh.
Giờ cũng lạnh quá rồi, hơi đi nãy giờ cũng lâu quá, cũng lạnh rồi. Giờ đi về. Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Hy vọng vài bữa nữa mình ra ngoài phố của thành phố nơi mình ở, thành phố lớn hơn chút. Đèn đuốc có thể đẹp hơn. Đó. Rồi, xin tất cả mọi người nha. Bye bye.